mọi thứ đang im lặng trong sự vận động của nó. Vạn vật đang vận động trong im lặng. Dù có nói nhiều cách mấy, có bàn cãi cách mấy, có tô điểm vẽ vời cách mấy, sự thật vẫn là sự thật rằng mọi thứ đều thay đổi theo tính vô thường. Im lặng mà chấp nhận vô thường, không tranh cãi về điều đang vô thường để thấy vô thường vẫn là bình yên chứ không đơn thuần là sự đau khổ. Mình cho vô thường là đau khổ vì mình có ý niệm về đau khổ trên sự vô thường. Im lặng thì bình yên có mặt và sẽ được giải thoát ngay trong giờ phút im lặng đó. Tâm không đòi hỏi phán xét, không nhìn người bằng con mắt kỳ thị, không tìm kiếm sự khác biệt để chứng minh ý niệm riêng, đây gọi là im lặng bên trong. Người khác đang lên án, phê bình và chỉ trích nhưng mình không nói lời nào, cái miệng không phân bua, không cần giải thích, đây gọi là im lặng bên ngoài. Người trí tuệ đối với sự thay đổi không ngừng nghỉ của vạn sự vạn vật đều giữ trong tâm một thái độ trầm tĩnh, độ lượng, như vậy mới có thể dung nạp được nhiều hơn, xử lý mọi chuyện dễ dàng hơn. Trên mặt nước cho dù gió có thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi thông dong. Ở đời cũng như thế, gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa. Động và tĩnh, nhanh và chậm là thuộc về lý tương sinh tương khắc. Trời đất cũng vì có chúng mà trở nên cân bằng. Động sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn. Tĩnh mới có thể lâu dài cho nên người xưa mới giảng rằng, tĩnh lặng mới có thể đi xa. Một người trí huệ cao, có hàm dưỡng đạo đức thì trong xử thế luôn có sự từ bi, có thể nhường nhịn, có thể chịu thiệt. Một khi gặp chuyện họ có thể trầm tĩnh, tâm lượng rộng lớn, xử lý mọi chuyện dễ dàng và dung nạp được nhiều hơn. Nhưng phàm thì ở đời người ta lại thường dám làm mọi chuyện. Họ cầu danh, cầu lợi, dám đánh dám mắng thậm chí không việc ác nào không dám làm. Người như vậy, kỳ thực sống rất mệt, rất khổ, lo được lo mất, vì một chút lợi nhỏ mà ăn không ngon, ngủ không yên khiến thân thể bị bệnh tật, trong tâm lo lắng, bất an. Thử ngẫm xem người như thế có thể không bị giảm phúc, giảm thọ sao? Đức kỳ thực là một loại năng lượng có tồn tại chân thực của con người. Chấp trước vào dục vọng càng nhiều thì năng lượng bị tổn hao càng lớn. Cho nên cổ nhân luôn giảng, mệnh tùy tâm chuyển, tướng từ tâm sinh hay tâm quyết định tính nên được gọi là tâm tính, tính quyết định mệnh nên được gọi là tính mệnh, mệnh quyết định vận nên gọi là vận mệnh, vận quyết định khí nên gọi là vận khí. Tất cả các chính giáo trong lịch sử từ xưa đến nay bao gồm cả đạo giáo, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo đều là vì thiện mà khuyên giảng rằng con người phải tu thiện, làm người tốt. Con người trong xã hội hiện đại có tâm ham muốn hưởng lạc rất mãnh liệt. Đối với công danh lợi lộc họ rất coi trọng, cho rằng lợi ích đạt được càng nhiều, quyền lợi càng lớn thì là càng giỏi càng tốt. Vì thế họ không từ một thủ đoạn nào đi làm thương tổn, ức hiếp người khác, chiếm đoạt lợi ích người khác, cho rằng mình chính là người mạnh mẽ, là anh hùng. Kỳ thực, họ đều là đang tiêu hao đức của bản thân mình. Đức tiêu hao nhanh bao nhiêu thì phúc, lộc, thọ của con người cũng giảm nhanh bấy nhiêu. Đến lúc đức hết sạch rồi thì sinh mệnh cũng đi đến chỗ diệt vong. Cho nên cổ nhân thường giảng đạo lý, phải tích đức. Tích đức vì bản thân, vì con cháu, tích nhiều đức thì có nhiều phúc báo. Có câu, nhân quý tắc ngữ trì. Ý nói rằng người sang quý thì lời nói thường chậm rãi, hơn nữa không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng kết luận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngay cả những người có trí tuệ trong dân gian, người có tu dưỡng nói chuyện cũng rất chú ý, sợ nói lời ác làm đã thương người khác, thất đức, tổn đức. Sẽ khó có tiếng nói trong dân chúng. Khi chúng ta hiểu được đạo lý, tâm có thể sinh ra hết thảy, tâm có thể diệt hết thảy, thì hãy coi trọng đạo đức, làm việc thiện, tích đức, tích phúc. Như vậy tự nhiên cuộc đời của chúng ta mới có phúc, lộc, thọ, an khang.